Cảm tạ Chúa vì tình yêu vô đổi của Ngài mà Chúa đã ban huyết báu của chiên con đổ ra để tẩy sạch tội lỗi của chúng ta. Giờ này xin hội thánh cùng đứng lên, chúng ta sẽ nghe phân đoạn kinh thánh ở trong Roma đoạn 4 từ câu 1 đến câu 8 làm nền tảng cho phần học kinh thánh buổi sáng hôm nay. Vậy chúng ta sẽ nói Abraham, tổ phụ chúng ta, theo xác thịt đã được ích gì? Thật thế, nếu Abraham đã được xưng công bình bởi việc làm, thì có cớ khoe mình. Nhưng trước mặt Đức Chúa Trời không có như vậy. Vì Kinh Thánh có dạy chi? Abraham tin Đức Chúa Trời và điều đó kể là công bình cho người. Vả, đối với kẻ nào làm việc, thì tiền công không kể là ơn, nhưng kể như là nợ. Còn kẻ chẳng làm việc chi hết, nhưng tin đấng xưng người có tội là công bình, thì đức tin của kẻ ấy kể là công bình cho mình. Ấy vậy, vua David cũng tỏ ra cái phước của người mà Đức Chúa Trời kể cho là công bình, chẳng bởi việc làm mà rằng: phước thay cho kẻ lỗi mình được tha thứ, tội mình được che đậy. Phước thay cho người mà Chúa chẳng kể tội lỗi cho. Xin mời hội chúng cùng ngồi. Chúng ta cảm ơn Chúa cho cơ hội một lần nữa trở lại với sách Roma, một cuốn sách hết sức là huyền nhiệm, mầu nhiệm từ nơi Chúa, dẫn chúng ta vào trong những căn bản hết sức là sâu nhiệm với Ngài, nhưng cũng hết sức là căn bản cho đời sống của chúng ta. Và hôm nay chúng ta đến phần xưng nghĩa nhờ ân điển bởi đức tin. Và trong cả đoạn số 4, chúng ta sẽ đi vào phần bài học này. Xin Chúa mở lòng cho chúng ta, hướng dẫn chúng ta vào trong lời thật của Chúa. Xin chúng ta hướng lòng về Chúa. Kính lạy Chúa, chúng con cảm ơn Chúa vì vinh dự được đến với lời của Ngài, vinh dự được học về những điều hết sức là căn bản, hết sức là mầu nhiệm, hết sức là tôn quý mà Ngài dành cho chúng con, để thấy được Chúa Giêsu của chúng con trong lời Kinh Thánh, để thấy được sự mầu nhiệm của tình yêu Đức Chúa Cha ban cho chúng con trong lời Kinh Thánh, thấy được quyền năng của Chúa là thần lẽ thật dẫn chúng con trong lời Kinh Thánh để đến với Ngài. Xin Chúa cho chúng con có thể nghe được, hiểu được, để chúng con có thể làm theo và làm sáng danh Chúa, để đời sống của chúng con được thay đổi, danh Chúa được vinh hiển và công việc Chúa được thành đạt. Chúng con cảm ơn Chúa. Chúng con cầu nguyện trong danh Jesus Christ. Amen. Chúng ta tới bài số 25. Cũng chưa có thể gọi là đi sâu vào trong cái xuống khỏi cái bề mặt của những lời Kinh Thánh mà chúng ta đã học, nhưng có những phần không thể ở lâu được. Chúng ta tiếc là có những chỗ phải đi nhanh hơn, nhưng mà hôm nay thì vào trong phần này chúng ta có 3 phần ở trong tờ outline mà chúng ta chỉ ra là trong đoạn số 4 này chúng ta sẽ cùng nhau học. Rất là đơn giản, phần A, phần B, phần C. Thì phần thứ nhất là được xưng công bình bởi đức tin, không bởi việc làm. Thì chúng ta xưng nghĩa nhờ đức tin. Rồi hôm nay thì chúng ta sẽ học về thí dụ về Abraham. Và nguyên cả đoạn số 4 sẽ nói về Abraham. Nhưng có 3 phần để nói. Thứ nhất là được sự công bình bởi đức tin, không bởi việc làm. Thứ hai, được xưng công bình bởi ân điển, không bởi luật pháp. Từ câu 9 tới câu số 17 chúng ta sẽ học lần tới. Rồi được xưng công bình bởi quyền năng Chúa, không bởi sức người. Từ câu 18 tới câu số 25. Ở trong phần hôm nay, phần A đó, thì chúng ta sẽ học là được xưng công bình bởi đức tin, không bởi việc làm. Thì có 2 phần mà chúng ta suy nghĩ tới, làm neo cho sự học hỏi của chúng ta. Đó là phần 1, đó là sự công bình là điều được ban cho. Sự công bình là điều được ban cho. Và phần số 2 là sự xưng nghĩa đến qua đức tin. Nghĩa là những cái câu hết sức là căn bản, đơn giản, nhưng mà nó dẫn chúng ta vào những lẽ mầu nhiệm của lẽ thật Chúa. Được xưng công bình bởi đức tin, không bởi việc làm. Sự công bình là điều được ban cho. Sự xưng nghĩa đến qua đức tin. Và hôm nay chúng ta được học về sự thí dụ qua đời sống của Abraham, được xưng nghĩa qua ân điển của Chúa. Chúng ta đã được thiết lập trong những lần học trước, đó là có cái lý do và có cái căn bản tại sao Đức Chúa Trời có thể xưng nghĩa cho người có tội ở trong đoạn số 3 thì đã thiết lập cho chúng ta, đó là Đức Chúa Trời đã lập Đức Chúa Jesus Christ làm của lễ chuộc tội bởi đức tin trong huyết đấng ấy. Ngài đã bày tỏ sự công bình mình như vậy vì đã bỏ qua các tội phạm trước kia trong buổi Ngài nhịn nhục, tức là Ngài tỏ sự nhân từ Ngài. Sự công bình Ngài trong thời hiện tại tỏ ra mình là công bình và xưng công bình cho kẻ nào tin đến Đức Giêsu.
Chúa có thể xưng công bình cho những người phạm tội và vẫn là đấng công bình vì có thập tự giá của Chúa Giêsu, và thập tự giá của Chúa Giêsu làm thỏa mãn cơn thành nộ của Đức Chúa Trời, giải quyết vấn đề vinh hiển của Chúa, giải quyết vấn đề cơn thành nộ của Chúa trên tội lỗi và sự công chính của Chúa, giải thích tại sao Chúa có thể công bình và có thể tha thứ trong sự công bình, vì giá đã trả và nợ đã xong, và xác minh luật pháp của Chúa. Và hôm nay dẫn chúng ta vào trong cái chi tiết là những điều đó thực hành như thế nào, ra như thế nào, đến như thế nào trong đời sống của một người như chúng ta, đó là Abraham. Để chúng ta bắt đầu ở trong phần đầu, đó là được xưng công bình bởi đức tin không bởi việc làm. Vậy chúng ta sẽ nói Abraham tổ phụ chúng ta theo xác thịt được ít, đã được ít gì. Thật thế, nếu Abraham được xưng công bình bởi việc làm thì có cớ khoe mình, nhưng trước mặt Đức Trời thì không như vậy, vì Kinh Thánh có dạy chi: Abraham tin Đức Chúa Trời và điều đó kể là công bình cho người. Nguyên cả phần Kinh Thánh đoạn số 4 thì nói về Abraham, và Phaolô nhìn vào những cái khía cạnh khác nhau trong đoạn số 4 này, như chúng ta vừa liệt kê trong phần A, B, C của chúng ta: bởi đức tin không bởi việc làm, bởi ân điển không bởi luật pháp, bởi quyền năng Chúa không bởi sức người. Và ông hướng dẫn chúng ta vào trong phần đầu tiên, đó là bởi đức tin không phải bởi việc làm. Thì chúng ta đã thiết lập bởi đức tin không phải bởi việc làm là cái căn bản của lẽ thật ở trong Chúa, trong sự cứu rỗi của chúng ta, trong sự suy nghĩ của chúng ta. Nhưng mà bây giờ Phaolô muốn đi vào cái thực chất, hay là cái phần áp dụng một cái lẽ thật này áp dụng như thế nào trong đời sống, thì ông lấy ra thí dụ là Abraham. Abraham là ông tổ của đức tin, cũng là người ông tổ của dân tự nhân của Chúa là dân Do Thái, và đứng một cái chỗ hết sức là quan trọng trong chương trình của Chúa, và là người làm mẫu mực cho sự cứu rỗi bởi đức tin, sự sự nghĩa ở trong ân điển Chúa, và giúp cho chúng ta hiểu được như thế nào. Cho nên chúng ta sẽ để một tí thì giờ ôn lại cuộc đời của Abraham, để nhìn qua được cuộc đời của ông, sự kêu gọi của Chúa trong đời sống của ông, đức tin áp dụng trên đời sống của ông như thế nào. Vì Chúa đã chọn Abraham, và từ trong Abraham, dòng dõi của Abraham ra đấng Messi. Abraham là tổ của đức tin, cho nên cái mẫu mực của đức tin trong đời sống của Abraham nó thành ra cái con đường của tất cả mọi người đi trong đức tin. Ông là người kinh nghiệm sự cứu rỗi bởi đức tin trong ân điển Chúa, và hôm nay được dùng làm cái thí dụ để chúng ta thấy rõ ràng hơn. Cho nên để bắt đầu với đời sống của Abraham, xin chúng ta cùng dở ra ở trong sách Sáng Thế Ký, từ đoạn 12, Sáng Thế Ký đoạn 12. Đây là chỗ mà Chúa kêu gọi Abraham. Tôi đọc từ câu 1 cho tới câu số 7, chúng ta thấy bắt đầu. Và Đức Giê-hô-va có phán cùng Abraham rằng: ngươi hãy ra khỏi quê hương, vòng bà con và nhà cha ngươi, mà đi đến xứ ta đã chỉ cho. Ta sẽ làm cho ngươi trở nên một dân lớn, ta sẽ ban phước cho ngươi, cùng làm nổi danh ngươi, và ngươi sẽ thành một nguồn phước. Ta sẽ ban phước cho người nào chúc phước ngươi, rủa sả kẻ nào rủa sả ngươi, và các chi tộc nơi thế gian sẽ nhờ ngươi mà được phước. Rồi Abraham đi theo y như lời Đức Giê-hô-va đã phán dạy, Lót đồng đi với người. Khi Abraham ra khỏi Charan, tuổi người được 75, Abraham dẫn Sarai vợ mình, Lót cháu mình, cả gia tài đã thâu góp và các đầy tớ đã được tại Charan, từ đó đi ra để đi đến xứ Canaan. Rồi chúng đều đến xứ Canaan. Abraham trải qua xứ này đến cây dẻ bợp của More tại Sichem, và lúc đó dân Canaan đang ở tại xứ. Đó là bắt đầu với sự kêu gọi của Abraham. Abraham là người ở xứ Ur, và thành phố Ur là một thành phố rất là sùng phồn thịnh lúc thời bấy giờ. Các nhà khảo cổ thì cho biết rằng thành phố khoảng có 300.000 dân. Lúc đó mà có 300.000 dân là thành phố lớn lắm. Cho nên một thành phố có rất nhiều cái điểm đặc biệt. Người ta nói là có những dấu hiệu hay là những cái di tích để lại cho thấy là ở trong thành phố này có vấn đề xây cất rất là tinh vi, có gọi là nghệ thuật để lại rất là quan trọng, và nhất là họ có những chữ viết ngay trong cái thời của Abraham.
Nhưng mà một điểm mà chúng ta thấy đó là những người ra từ xứ Ur-rơ ở trong vùng xứ Ba Tư này đó thì là những người thờ hình tượng, những người thờ hình tượng. Ngay cả ba của Abraham tên là ông Thare đó, thì ở trong Giu-se đoạn 24 câu số 2 nói rất rõ là ông là người thờ nhiều hình tượng. Người ở xứ Ur-rơ là những người thờ hình tượng, họ có nhiều thần lắm. Thần nổi tiếng hơn hết của họ là thần Nana, là thần mặt trăng, là thần mặt trăng. Cho nên chúng ta thấy rằng Abraham được sanh trưởng ở trong một môi trường thờ hình tượng, một môi trường của đức tin nơi thần tượng, không có sự dính líu gì đến với Chúa, không biết gì về Chúa, hoàn toàn xa cách Chúa. Và ở giữa cái chỗ bóng tối của cuộc đời đó, cái chỗ đeo đuổi đời sống riêng biệt ra khỏi Chúa đó, thì sao? Chúa gọi Abraham, Chúa đến với Abraham, xé vào trong đời sống của Abraham, nắm lấy Abraham và hướng dẫn Abraham vào trong một cuộc đời mới, một hướng đi mới, hoàn toàn thay đổi. Cho nên mở đầu ra chúng ta thấy cái hình ảnh của ân điển nối kết với Abraham ngay từ lúc đầu. Đó là Abraham không phải là người chọn Chúa, cũng không biết Chúa, cũng không có tìm kiếm gì Chúa hết. Nhưng mà sao? Đức Giê-hô-va phán cùng Abraham, Chúa xé vào trong cuộc đời Abraham, Chúa gọi Abraham trong cái quyền tể trị lớn của Chúa, và Chúa nói với Abraham rằng ta muốn ngươi bỏ tất cả để theo ta. Ngươi hãy ra khỏi quê hương, vòng bà con, nhà cha ngươi mà đến xứ ta đã chỉ cho. Chúa muốn Abraham bỏ tất cả đời sống cũ để bước vào trong một đời sống mới với Chúa. Chúng ta không biết gì nhiều về Abraham, nhưng mà chúng ta biết rằng Chúa gọi Abraham và Chúa hứa với Abraham những điều về thứ nhất là một xứ mà ta sẽ chỉ cho, thứ hai là làm nên một dân lớn, rồi sẽ làm thành cho một nguồn phước. Cho nên đây là những điều mà Chúa hứa cho đời sống của Abraham. Và chúng ta biết là ngay trong dòng dõi của Abraham sẽ ra dân Do Thái, và từ dân Do Thái sẽ ra đấng Messi. Cho nên Abraham được chọn lựa để nằm trong chương trình cứu rỗi của Chúa. Và cái lời hứa đó được rất là rõ ràng trong câu số 3: các chi tộc ở nơi thế gian sẽ nhờ ngươi mà được phước. Chúa chọn Abraham ngay trước khi ông không biết Chúa, ngay trước khi ông không tìm Chúa, và thẩm định một đời sống để sử dụng ông cho công việc của nước Đức Chúa Trời. Và cái đáp ứng của Abraham là như thế nào? Chúng ta thấy trong câu số 4, rồi Abraham đi theo như lời Giê-hô-va đã phán dặn. Ông đáp ứng liền, ông đáp ứng cách nhầm lẹ, hẳn hoi. Nhưng mà ở đây thì nó là theo như lời Giê-hô-va đã phán dặn thì cũng tương đối. Tại vì ngươi hãy ra khỏi quê hương, ra khỏi vòng bà con, ra khỏi nhà cha ngươi. Thì ông lại đi, thì ông đem theo ông Lót, tức là cũng còn bà con. Ông đem theo cha của mình là Thare, tại vì ông sẽ đi theo cha tới xứ Charan. Cái sự đáp ứng của ông thì không toàn vẹn, chúng ta có thể nói như vậy, đáp ứng không toàn vẹn. Nhưng mà ông bắt đầu đi, và lúc mà ông đáp ứng với lời của Chúa ra khỏi xứ Ur-rơ, có lẽ lúc đó là ông khoảng chừng 60 tuổi, tại vì ông ra khỏi xứ Charan là lúc ông 75, và đó là 15 năm. Mà chúng ta có thể thấy được là bởi vì cái sự theo Chúa nó không có hoàn toàn rõ ràng, cho nên ông bị gọi là bị kẹt, bị vấn vương nhiều thứ. Đi ra khỏi xứ Ur-rơ chỉ tới được xứ Charan, tức là lên được phía miền Bắc, và phải ở đó một thời gian cho đến khi cha Thare chết thì mới có thể đi tiếp tục vào xứ Canaan. Có lẽ chúng ta chỉ cần nói qua một phần áp dụng nhỏ, đó là khi chúng ta theo Chúa mà không hoàn toàn hết lòng, không tất cả trọn vẹn, thì sẽ có những cái đình trệ trong đời sống của mình. Chúa có những lời hứa rất lớn cho Abraham: ngươi đến xứ mà ta sẽ chỉ cho, ta làm cho ngươi một dân lớn, ta sẽ ban phước cho ngươi, ta sẽ làm ngươi nổi danh, ngươi sẽ thành một nguồn phước, tất cả những điều đó. Ông đi ra, ông dẫn theo số trong gia đình, có cha mẹ, vợ con, có lẽ trong đó thì cũng có thần tượng này kia họ rinh theo. Thare là cha rinh theo tới nỗi khi Giô-suê viết tóm tắt lại thì ông nói là đây là người thờ hình tượng. Cho nên tôi tưởng rằng vì cái cớ đó Chúa ngừng ông lại,
ở xứ Charan trong vòng 15 năm cho đến khi cha chết, cho đến khi ông được thoát khỏi hoàn toàn cái ảnh hưởng của xứ Ur, của cuộc đời cũ, thì ông mới có thể bước vào trong đời sống theo Chúa trong ân điển này. Dù là sự kêu gọi không ra từ nơi ông, nhưng sự đáp ứng của ông nó có cái ảnh hưởng trên cái sự thực hành của đời sống của ân điển trong đời sống. Cho nên chúng ta cũng nhớ điều đó, đó là ân điển của Chúa dư tràn, chương trình của Chúa đầy đủ trọn vẹn cho mỗi đời sống của chúng ta. Nhưng mà có những cái vấn vương hiện tại, mình đang kẹt ở Charan chỗ này, mình đang kẹt Thera chỗ nọ, mình gặp Lot chỗ kia, cho nên cuối cùng thì khi được 70 thì lúc đó lúc mà ông rời Charan, câu số 4, khi Abraham ra khỏi Charan thì được 70, thì được 75. Nhưng mà ông cũng thêm vấn đề nữa là ông cũng còn dẫn theo ông Lot. Chúng ta biết là qua chương thứ 13 là chúng ta thấy là vấn đề giữa ông với ông Lot là có vấn đề rồi. Nhưng mà ở đây chúng ta có thể nói rằng dầu những bước đầu của ông không toàn vẹn, nhưng mà nó bày tỏ ra đức tin, và những đức tin càng ngày càng tăng tiến hơn ở trong Chúa. Cho nên dầu không được toàn vẹn, nhưng mà có một cái căn bản để Chúa làm công việc ở trong đời sống, đó là ông có đức tin, ông tin nơi Chúa. Và càng ngày thấy đức tin càng ngày càng mạnh mẽ hơn, lớn mạnh hơn, đáp ứng rõ ràng hơn. Và ông thực sự đã bỏ xứ, bỏ sở, bỏ nhà, bỏ cửa, bỏ cơ, bỏ những hình tượng ở lại, và ông đi theo Chúa. Thì câu số 7 ở trong đoạn 12 thì nói: Đức Giê-hô-va hiện ra cùng Abraham, đáp ra mà phán rằng: Ta sẽ ban cho dòng dõi ngươi đất này. Rồi tại đó Abraham lập một bàn thờ cho Đức Giê-hô-va là đấng đã hiện đến cùng người. Bây giờ ông trở thành người thờ phượng Chúa, và Chúa là Đức Chúa Trời duy nhất, độc tôn. Cho nên ông đã bỏ tất cả mọi thần tượng cũ của xứ mình, bỏ gia đình, bỏ hệ thống sống cũ, và bây giờ ông lập một bàn thờ để chỉnh đốn thứ tự ưu tiên và đối tượng thờ phượng của mình cách rõ ràng. Đó là Chúa là đấng đã hiện đến cùng người. Thì chúng ta cũng muốn đi vào chi tiết của đời sống của Abraham để thấy cái tiến trình của ân điển này mà Chúa đã chọn, đã lập và làm việc trong đời sống của Abraham ra sao. Và trước khi mình trở lại với lại Roma đoạn số 4, thì xin chúng ta dở ra trong Hebrew đoạn số 11. Hebrew đoạn số 11 thì cũng tóm tắt lại cái bước đi đức tin của Abraham, cho chúng ta thấy một vài cái chi tiết rõ hơn nữa. Và đây là cái căn bản để chúng ta trở lại Roma và hỏi rằng khi Abraham tin bởi đức tin là tin làm sao, và khi được sự công nghĩa được ban cho ông thì nó ban trên cái căn bản nào. Thì Hebrew đoạn 11 câu số 8: Bởi đức tin Abraham vâng lời Chúa gọi, đi đến xứ mình sẽ nhận làm cơ nghiệp, người đi mà không biết mình đi đâu. Bởi đức tin người kiều ngụ trong xứ đã hứa cho mình, như trên đất ngoại quốc, ở trong các trại, cũng như Isaac, Jacob là kẻ đồng kế tự một lời hứa với người. Vì người chờ đợi một thành có nền vững chắc mà Đức Chúa Trời đã xây cất và sáng lập. Cũng bởi đức tin mà Sarah dẫu có tuổi còn có sức sanh con cái được, vì người tin rằng đấng hứa cho mình đều là điều đó là thành tín. Cũng vì đó mà chỉ một người lại là một người già yếu, sanh ra muôn vàng con cháu, đông như sao trên trời, như các bãi biển không thể đếm được. Thì chúng ta thấy đây là bởi đức tin, nhấn mạnh cái đức tin đáp ứng, đức tin thi hành, đức tin sống trong lời hứa, qua thời gian có tiến trình, nhưng mà đức tin đó nắm trên trong một cái đối tượng. Và câu 13 trở đi thì giải thích cái nguyên tắc của đức tin đó. Ở đây là chúng ta hiểu vấn đề đức tin không phải là tin trên một số lẽ đạo, nhưng mà tin từ những cái sự mặc khải của Chúa, về Chúa, về ý Chúa thực hành trong đời sống của mình. Hết thảy những người đó, nghĩa là trong đó có Abraham vừa nói xong, đều chết trong đức tin, chưa nhận lãnh những điều hứa cho mình, chỉ trông thấy và chào mừng những điều đó từ đằng xa, xưng mình là kẻ khách và bộ hành trên đất. Những kẻ nói như thế tỏ rõ rằng mình đương đi tìm quê hương. Ví thử họ đã tưởng đến quê hương mà mình từ đó đi ra cũng có ngày trở lại, nhưng họ ham mến một quê hương tốt hơn, tức là quê hương ở trên trời. Nên Đức Chúa Trời không hổ thẹn mà xưng mình là Đức Chúa Trời của họ, vì Ngài đã sắm sẵn cho họ một thành. Tức là ở đây đức tin là nơi đối tượng, nơi Chúa, về nước Chúa, về lời hứa của Chúa,
tất cả để tìm đến một cái chỗ sống toàn vẹn ở trong Chúa, bỏ đi những chuyện tạm thời trên đất này, chỉ là cái bộ hành trên đất, những khách lạ mà thôi, để tìm tới một nơi chắc chắn vững an đời đời ở trong Đức Chúa Trời. Đó là cái định nghĩa hay là cái sắc thái của đức tin. Rồi nói thêm về Abraham, về đức tin của Abraham thì câu số 17: bởi đức tin Abraham dâng Isaac trong khi bị thử thách, người là kẻ đã nhận lãnh lời hứa dâng con một của mình. Là về con đó mà Đức Chúa Trời có phán rằng: ấy bởi trong Isaac ngươi có một dòng dõi lấy tên ngươi mà kêu. Người tự nghĩ rằng Đức Chúa Trời cũng có quyền khiến kẻ chết sống lại, cũng giống như từ trong kẻ chết mà người nhận lại được con mình. Cho nên đức tin là một đức tin hết sức là cương quyết. Đức tin của hành động, đức tin của sự dấn thân. Đức tin không phải là chỉ là chuyện nói trên miệng mà thôi. Khi mà Chúa thử, thì ở đây nó là khi người bị thử thách, thì cái đức tin nó được bày tỏ ra trong cái chỗ là tin nơi Đức Chúa Trời trong sự mặc khải về Chúa, là Chúa là đấng có quyền, Chúa là đấng có thể kêu người chết sống lại, và đặt để giao phó hoàn toàn nơi Chúa. Đó là đức tin của Abraham. Bây giờ chúng ta trở lại ở trong trong Roma, và chúng ta thấy cái sự nối kết của đức tin này vào trong cái chương trình của Chúa, và tại sao sứ đồ Phaolô dùng Abraham để giải thích cái căn bản, cái hệ thống xưng nghĩa bởi ân điển, nhờ ân điển bởi đức tin. Ông bắt đầu trong câu số 1 của sách Roma, đoạn số 4, thì ông nói: vậy chúng ta sẽ nói làm sao? Và chúng ta sẽ nói Abraham tổ phụ chúng ta theo xác thịt được ích gì? Ông đang nói kết với lại cái ý ở phía trên, vậy, cái chữ vậy hay là cái chữ now what, so what, thì ở đây cái chữ đụng tới là của chúng ta, là ông đang nói ở trên, ông đang kết luận một điều hết sức là quan trọng, đó là cái căn bản của sự xưng nghĩa. Câu số 27 ông nói là: vậy sự khoe mình ở đâu? Đã bị trừ bỏ rồi bởi luật pháp nào? Luật pháp của việc làm chăng? Không phải, nhưng bởi luật pháp của đức tin. Nghĩa là trước đó thì ông nói là nếu tất cả những sự công bình đó được ban cho bởi ân điển, bởi đức tin qua Chúa Giêsu, thì sự khoe mình ở đâu? Cái sự khoe mình này nó nằm ở trong cái lý luận của Phaolô, tại vì ông đang dùng cái sự khoe mình này để chứng minh một điều. Câu số 2 ông nói là: thật thế, nếu Abraham được xưng công bình bởi việc làm thì có cớ khoe mình, nhưng trước mặt Đức Chúa Trời thì không như vậy. Nghĩa là chúng ta biết là ông đang lý luận một điều để dẫn vào trong cái điểm này, và cái điểm mà chúng ta muốn học là điểm đầu tiên, đó là sự công bình là điều được ban cho. Sự công bình là điều được ban cho. Để mà chúng ta có thể hiểu được tại sao sứ đồ Phaolô dùng Abraham ở đây, thì thứ nhất là chúng ta biết ông là người của đức tin, nhưng mà trong cái căn bản liên hệ với người Do Thái đó, thì cái sự hiểu biết của họ về Abraham nó khác lắm. Tại vì Abraham là ông tổ của tuyển dân của Chúa, và họ được dạy dỗ trong cái nguyên tắc của luật pháp, cho nên cái quan niệm của họ hay là cái điều học hỏi hay là cái sự hiểu biết của họ về Abraham theo như các thầy dạy của họ, thì nó nói rằng Abraham đã được Chúa chọn bởi vì ông là người công bình hơn tất cả những người khác. Ông là người công bình hơn tất cả những người khác. Ở trong họ trích dẫn ở trong Esai đoạn 41 câu số 8, khi Chúa gọi Abraham là bạn của ta đó, thì họ giải thích rằng đó thấy tại vì Abraham là người gần gũi Chúa hơn hết, tốt lành hơn tất cả mọi người xung quanh, trở thành bạn của Chúa, cho nên Chúa gọi Abraham và Chúa chọn Abraham và Chúa xưng nghĩa Abraham. Ở trong Sáng Thế Ký đoạn 26 câu số 5 thì nói rằng Đức Chúa Abraham đã giữ lời của ta, giữ các mạng lệnh của ta, giữ luật pháp của ta. Cho nên họ nói trên cái căn bản giữ luật pháp, ông là người công bình giữ luật pháp, cho nên ông là người được Chúa chọn ra. Nghĩa là với người Do Thái, những người được dạy dỗ trong hệ thống của Do Thái, thì Abraham không phải là ông tổ của đức tin, nhưng mà là người ông tổ của sự công bình, đi theo luật pháp, giữ luật pháp của Chúa. Vì vậy cho nên khi sứ đồ Phaolô dùng Abraham ở đây, thì ông dùng cả hai. Ông dùng để đánh đổ cái hệ thống suy nghĩ về sự xưng nghĩa qua công việc làm,
Nghĩa là cái quan niệm của người Do Thái về Abraham là ông tổ của hay là người công bình, đã giữ được đức tin, đã giữ được luật pháp của Chúa, đã làm đẹp lòng Chúa qua cái công việc cố gắng, qua cái công sức đáp ứng của mình đối với Chúa qua luật pháp. Thì sứ đồ Phaolô muốn đánh đổ cái quan niệm đó, đồng thời muốn nhấn mạnh về cái chỗ đứng của đức tin của Abraham như chúng ta vừa đọc. Cho nên chúng ta thấy ở đây có hai hệ thống đang gặp nhau ở trong Abraham. Cái hệ thống của người Do Thái là hệ thống của sự giữ luật pháp. Abraham được xưng công bình vì ông đã là người gần gũi Chúa, đã thành đạt được cái vấn đề giữ luật pháp, đã được đẹp lòng Chúa, cho nên được chọn và được xưng công bình. Đó là cái chỗ đứng của Abraham với người Do Thái. Phaolô thì nói không, nhưng mà trong Kinh Thánh thì khác, và ông đang thiết lập cái chỗ đứng công bình. Cho nên ông mới bắt đầu và ông hỏi nếu mà Abraham thực được xưng công bình bởi việc làm đó, thì ông có cớ khoe mình. Tức là ông đang lý luận là vấn đề thật sự cái sự công bình của Abraham nó ra từ cái căn bản nào, ra căn bản của việc làm, căn bản của giữ luật pháp, căn bản của sự cố gắng của cuộc đời đạp lòng Chúa trong sức của mình, hay là trên căn bản nào khác. Và ông bắt đầu ở cái chỗ đó. Thì cái điểm nối kết của ông là vấn đề khoe mình, như tôi nói phía trên đó. Vậy là sự khoe mình ở đâu? Câu số 27, đã bị trừ bỏ rồi, bởi luật pháp nào, hay là bởi cái định luật nào, bởi nguyên tắc nào, bởi nguyên tắc của việc làm hay không? Không phải, nhưng bởi nguyên tắc của đức tin. Nghĩa là hễ mà có đức tin thì không có sự khoe mình, mà hễ có việc làm thì là phải có sự khoe mình. Thì ông nói cũng đúng, là nếu mà mình được xưng công bình vì mình trên cái căn bản của việc làm, thì mình phải kể cái việc làm gì ra, trên cái căn bản đó mình mới được sự xưng công bình. Cho nên ông đang thiết lập một cái lối lý luận ở đây, a logical argument, một cái phương pháp lý luận mà nếu mà chúng ta ở trong khi tranh luận, tranh cãi thì cũng có thể dùng ở đây. Thì ông đưa ra cái tiêu đề chính. Tiêu đề chính đó là nếu một người được xưng công bình bởi công việc làm thì có cớ khoe mình. Nghĩa là một người mà xưng công bình trên công việc làm thì phải khoe cái công việc làm, hay là phải kể ra công việc làm là cái căn bản thì mới được gọi là xưng công nghĩa trên công việc làm. Cho nên cái tiêu đề đầu tiên đó là nếu một người được xưng công bình bởi việc làm thì có cớ khoe mình. Như vậy đi tới cái kết luận của người Do Thái đó là Abraham được xưng công bình bởi việc làm. Cho nên cái kết luận là Abraham có quyền khoe mình. Đó là cái lý luận, là nếu mà Abraham là người được xưng công bình bởi việc làm thì Abraham có cớ để khoe mình. Vì cái điểm chính đó là người nào được xưng công nghĩa bởi công việc làm thì phải trên căn bản của công việc làm, thì phải kể công việc làm đó ra, tức là khoe mình trên công việc làm đó. Thì thành đạt cái lập luận đó, thì tới cái vấn đề là xét coi cái kết luận có đúng hay không. Thì kết luận thì Chúa kết luận là không. Ông nói rằng thật thế, nếu Abraham được xưng công bình bởi việc làm thì có cớ khoe mình. Tức là những người nào được xưng công bình bởi việc làm thì có cớ khoe mình. Nếu Abraham được xưng công bình bởi việc làm thì Abraham có cớ khoe mình. Thì câu kết luận là Đức Chúa Trời không có như vậy. Chúa không cho. Chúa nói là Chúa kết luận là không có ai có cớ nào khoe mình trước mặt Chúa hết. Không có ai có cớ nào khoe mình, tức là không có ai có căn bản khoe mình trước mặt Chúa. Nghĩa là không có ai được xưng công nghĩa bởi công việc làm. Cho nên kết luận là Abraham đã không được xưng công nghĩa bởi việc làm. Thì chúng ta thấy cái lý luận của ông không? Cái lý luận của ông thứ nhất á, thì để lặp lại ha, là hễ một người được xưng công bình bởi việc làm thì có cớ khoe mình. Thứ hai, nếu Abraham là người được xưng công bình bởi việc làm thì kết luận là Abraham có cớ khoe mình. Nhưng mà khi vừa tới cái kết luận Abraham có cớ khoe mình đó, thì bị chặn lại. Chúa nói không, Abraham không có cớ khoe mình, vì không có ai có cớ khoe mình. Cho nên như vậy thì cái lý luận mình nó sai rồi. Thì trở lại coi sai cái chỗ nào. Cái định đề thì nó đúng, đó là hễ ai được xưng nghĩa bởi việc làm thì có cớ khoe mình, cái đó đúng. Nhưng mà không có ai hết, nếu thôi, nếu không ai. Cho nên cái kết luận là Abraham không
không được xưng công bình bởi việc làm. Vì thế đó là ông nói là thật thế, nếu mà đúng như vậy, nếu mà đúng là cái căn bản là công việc làm thì Abraham được xưng công bình bởi việc làm thì ông có cớ khoe mình. Nhưng mà Chúa nói không ai có cớ khoe mình trước mặt Đức Chúa Trời, không có như vậy. Cho nên định nghĩa trở lại, giải thích trở lại thì Abraham không xưng công bình, không được xưng công bình bởi cớ việc làm. Và cái vấn đề như chúng ta nói là vấn đề xưng công bình bởi việc làm đã bị dẹp bỏ rồi. Câu 27 phía trên chúng ta vừa đọc xong, thì ở trong Ephesos cũng nói cho chúng ta biết điều đó. Khi chúng ta trở lại với sự cứu rỗi thì luôn luôn trở lại với Ephesos đoạn số 2, câu số 8, câu 9 thì nó là vậy. Và ấy là nhờ ân điển bởi đức tin mà anh em được cứu, điều đó không phải đến từ anh em bèn là sự ban cho của Đức Chúa Trời, ấy chẳng phải việc làm đâu, hầu cho làm sao? Hầu cho không ai khoe mình. Nghĩa là cái vấn đề đơn giản là nếu mà bởi việc làm thì anh em phải kể việc làm nó ra thì mới nói là trên cái căn bản nào anh em được cứu. Nếu mà trên việc làm thì kể công việc làm ở đâu, nhưng mà ông nói là không có trên việc làm thì không ai có kể ra được cái gì hết trơn. Không có căn bản nào để kể ở trên. Vì vậy vì sự khoe mình ở đâu, không còn cái sự khoe mình, không có cái căn bản, cái cớ nào để khoe mình hết. Nhưng mà đây là một điểm căn bản rõ ràng cho chúng ta, nhưng mà cái phần áp dụng nó rất là nó đi sâu vào trong đời sống của chúng ta. Đó là chúng ta phải hiểu một điều trước mặt Chúa là không có điều gì chúng ta có thể làm để xoáy động Chúa chấp nhận chúng ta. Vì không có điều gì chúng ta có thể làm để xoáy nhận Chúa chấp nhận chúng ta, hay là để làm sao ảnh hưởng Chúa chấp nhận chúng ta. Vì cái hệ thống của công việc làm là như vậy. Đó là tôi làm một số điều tốt, tôi làm càng nhiều điều tốt hơn thì Chúa chấp nhận tôi nhiều hơn, tôi làm tới chỗ toàn vẹn thì Chúa phải chấp nhận tôi. Tại vì đó là cái căn bản của sự chấp nhận Chúa. Nhưng mà Chúa nói không có trên cái căn bản nào hết, không có trên căn bản việc làm, nghĩa là chúng ta không thể làm bất cứ điều gì mà có thể gây cho Chúa chấp nhận chúng ta, hay là tạo cái điều ảnh hưởng để mà Chúa chấp nhận chúng ta. Để chúng ta bắt đầu hiểu rằng dầu mình có thể nói là cái được cứu bởi đức tin không bởi việc làm thì mình chấp nhận được trong đầu óc, nhưng mà cái khuynh hướng của chúng ta rất dễ để sống ở trong cái ảnh hưởng của cái hệ thống đó, là chúng ta có thể xoay chuyển Chúa bởi công việc làm của chúng ta, bởi điều mà chúng ta thành đạt, bởi sự cố gắng của chúng ta, bởi công sức của chúng ta. Và Chúa nói là nếu mà bởi công sức thì có quyền kể công sức, nhưng mà không bởi công sức, cho nên cái chuyện công sức việc làm nó không có cái chỗ nào, không có chỗ nào đứng trước mặt Chúa, tất cả là từ nơi Chúa mà thôi. Thì sứ đồ Phaolô bây giờ chứng minh cái nguyên tắc này, cái sự thực hữu này, ông chứng minh như thế nào? Ông trở lại với Kinh Thánh, nên câu số 3 ông nói nếu mà cái lập luận của người Do Thái là Abraham được xưng công bình bởi việc làm thì như vậy ông có cớ khoe mình, nhưng mà Đức Chúa Trời đã không cho ai khoe mình hết. Như vậy thì ông không thể được xưng công bình bởi việc làm. Như vậy thì ông xưng công bình trên nguyên tắc nào? Thì ông trở lại với Kinh Thánh, câu số 3. Vì Kinh Thánh có dạy chi? Abraham tin Đức Chúa Trời và điều đó kể là công bình cho người. Vì Kinh Thánh có dạy chi? Sứ đồ Phaolô trở lại với Kinh Thánh và hỏi câu là Kinh Thánh dạy gì? Tôi tưởng ở đây chúng ta cũng ngừng lại một tí xíu để nhấn mạnh và nhắc nhở cho chúng ta. Đây là cái câu hỏi phải thường xuyên được đặt ra cho đời sống của mình. Kinh Thánh dạy chi? Về những cái lẽ đạo mà chúng ta học, chúng ta luôn luôn hỏi Kinh Thánh dạy chi? Khi chúng ta ngồi nghe giảng, chúng ta đều hỏi Kinh Thánh dạy chi? Chứ không phải là ông nói cái gì? Ông đó ông nói gì mà ông không nói Kinh Thánh? Nghĩa là ông không có giảng Kinh Thánh. Hay là chúng ta vào trong lớp học, chúng ta có thể ngồi trong lớp với thảo luận này kia, thì ý kiến của người này người kia không có cái ý kiến nào quan trọng hết, trừ ra là Kinh Thánh dạy chi. Trong đời sống cá nhân của chúng ta, khi chúng ta muốn quyết định điều gì, chúng ta cũng phải hỏi Kinh Thánh dạy chi. Nghĩa là cái câu này hiện bây giờ được áp dụng về vấn đề giải quyết vấn đề lẽ đạo, hỏi rằng Kinh Thánh dạy chi. Nhưng mà chúng ta muốn nhấn mạnh rằng đây là cái câu mà nó phải rõ ràng trong đời sống của chúng ta, trong mọi khía cạnh, nhất là khi chúng ta đến với lời Chúa để mà hỏi về lẽ đạo, nhưng mà nó áp dụng trong mọi khía cạnh khác. Kinh Thánh dạy chi? Ở đây thì sứ đồ Phaolô trở lại để mà trả lời cái câu hỏi về cái căn bản của sự xưng nghĩa, thì ông hỏi Kinh Thánh dạy chi. Thì Kinh Thánh dạy, và ông trích dẫn ở trong
Sáng Thế Ký đoạn số 15. Chúng ta trở lại với Sáng Thế Ký đoạn số 15 để chúng ta thấy được là đức tin là đức tin sao mà là cái căn bản của sự xưng nghĩa. Vì ở đây nói rằng Abraham tin Đức Chúa Trời và điều đó kể là công bình cho người, là cái câu kết luận của một sự đáp ứng đối thoại với Chúa ở trong Sáng Thế Ký đoạn số 15. Chúng ta bắt đầu đọc từ câu 1. Sau các việc đó, trong sự hiện thấy có lời Đức Giê-hô-va phán cùng Abraham rằng: Hỡi Abraham, ngươi chớ sợ chi, ta đây là một cái thuận đỡ cho ngươi, phần thưởng của ngươi sẽ rất lớn. Abraham thưa rằng: Lạy Chúa Giê-hô-va, Chúa sẽ cho tôi chi? Tôi sẽ chết không có con, kẻ nối nghiệp nhà tôi là Eliezer người Đa-mách. Abraham lại nói rằng: Này Chúa, làm cho tôi tuyệt tự, một kẻ tôi tớ sanh đẻ tại nhà tôi sẽ làm người kế nghiệp tôi. Nghĩa là ông nói là con nghe lời Chúa hứa nhưng mà không thấy gì trơn, thì bây giờ theo cái luật định đó, thì là Eliezer sẽ là người kế tự. Và ông nói là nếu mà đó là cái chương trình của Chúa thì Chúa sẽ phải đi, ban phước trong cái chương trình này. Thì Đức Giê-hô-va bàn phán rằng, bàn phán cùng Abraham rằng: Kẻ đó chẳng phải là kẻ kế nghiệp ngươi đâu, nhưng ai ở trong gan ruột ngươi ra sẽ là kẻ kế nghiệp ngươi. Đoạn Ngài dẫn người ra ngoài và phán rằng: Ngươi hãy ngó lên trời, và nếu ngươi đếm được các ngôi sao thì hãy đếm đi. Ngài lại phán rằng: Dòng dõi ngươi cũng sẽ như vậy. Câu kết luận: Abraham tin Đức Giê-hô-va thì Ngài kể sự đó là công bình cho ngươi. Thế là khi chúng ta thấy cái câu chuyện đối thoại này thì Chúa nói: Ta sẽ ban phước cho ngươi. Abraham nói: Con cảm ơn Chúa. Mà Chúa nói rõ hơn, tại vì hiện bây giờ con thấy là nếu mà Chúa con đường đây đi như vậy thì cái phước này nó phải đi qua Eliezer, chứ nó không có qua dòng dõi như là con nghĩ, tại vì con chưa có con. Thì Chúa nói là ngươi sẽ có con, và không phải chỉ có một con thôi, nhưng mà cả dòng dõi ngươi sẽ đông lắm, như cái sao trên trời vậy. Và Abraham sao đơn giản nói rằng: Con tin. Thì trong cái căn bản đó, trong cái căn bản đức tin đó, hay là trong cái phương tiện của đức tin đó, Chúa kể sự đó là công bình cho người. Chúa kể sự đó là công bình cho người, nghĩa là không có gì ra từ Abraham hết. Ông có làm gì để mà được cái gì, ông chỉ đứng đó, ông nhận lời hứa của Chúa. Chúa phán về lời hứa của Chúa, Chúa nói về chương trình của Chúa, và ông nói rằng: Con tin, con giao phó. Và điều đó được kể là sự công bình cho người. Cho nên cái chữ quan trọng ở đây là cái chữ kể là công bình, cái chữ kể, cái chữ credit, cái chữ là đếm vào cho sự công bình là cái chữ quan trọng. Thì ra cái chữ này được dùng 11 lần trong phần Kinh Thánh đoạn số 4 mà thôi. Cho nên chúng ta biết là cái chữ kể cho công bình, kể là công bình, to credit, to count toward, là cái ý niệm chính yếu của phần Kinh Thánh ở trong đoạn số 4. Chúng ta thấy ở trong câu số 3 chúng ta vừa đọc xong, điều đó kể là công bình cho người. Câu số 4 thì giải thích là và đối với kẻ nào làm việc thì tiền công không kể là ơn, cái chữ kể đó nữa. Rồi chúng ta sẽ thấy trong câu số 5, câu số 6, câu số 7, câu số 8, câu số 9, câu số 10, câu số 11, câu số 22, câu số 23, câu số 24, kể cho, đếm vào, kể cho. Kể cho là sao? Đây là cái vấn đề sổ sách tài chánh đó. Thì tôi thì không rành lắm, nhưng mà tại vì sổ sách hồi nào giờ giữ thì nó cũng có không có ra đầu ra đuôi nào. Nhưng mà kể cho nghĩa là cái có một cái cột, mà cái cột đó là cái những gì mà thuộc về mình, sở hữu về mình, có quyền sử dụng, là cái lợi cho mình, thì kể vào trong cái chuyện đó, bỏ vào trong công, kể là thuộc về mình. Thì cái đó gọi là credit, cái đó gọi là kể cho. Và ở trong câu số 4 thì giải thích đó là cái hình ảnh kể cho này là một cái món quà ban cho, tương phản với lại cái tiền công. Và đối với kẻ nào làm việc thì tiền công không kể là ơn, không kể là ban cho, không kể là quà, not a gift, nhưng kể là nợ. Cho nên cái sự kể vào đây là kể vào như là một cái món quà ban cho, kể vào như là món quà ban cho. Tức là bởi đức tin, Đức Chúa Trời đem sự công bình mà của Chúa và ban cho Abraham, và kể cho là cái sự công bình đó thuộc về Abraham, giao cho Abraham, đặt để ở dưới cái công của Abraham, cái quyển sổ của Abraham, dưới tên của Abraham, và nói rằng đây là món quà giao cho ngươi, ban cho ngươi.
Chúng ta thấy ở đó là, như chúng ta nhắc lại là Abraham không làm gì hết, không có gì ra từ Abraham, cũng không phải là vì đức tin của Abraham mạnh mẽ cho nên Đức Chúa Trời đáp ứng. Chút xíu nữa chúng ta sẽ nói chuyện thêm về vấn đề đức tin nó có thể dễ dàng để xoay chuyển thành ra việc làm nếu chúng ta không cẩn thận. Ở đây thì không phải là vì Chúa thấy đức tin Abraham lớn, nhưng mà vì có một cái phương tiện, Abraham có cái phương tiện của đức tin, nó là giống như một bàn tay đưa ra, và qua cái phương tiện đó Chúa có thể ban cho để Abraham có thể nhận lãnh. Và Chúa đã gọi Abraham trong ân điển, Chúa chọn Abraham trong ân điển, Chúa hứa lời hứa của Chúa cho Abraham trong ân điển, Chúa có chương trình cho Abraham trong ân điển. Và bây giờ vì Abraham đứng trong đức tin nối kết với những lời hứa đó của Chúa, cho nên Chúa ban cho được và Chúa kể cho được cái sự công bình mà Chúa ban cho Abraham. Như vậy Kinh Thánh thiết lập là không có điều gì ra từ nơi Abraham, tất cả đều ra từ nơi Chúa. Và cái phương tiện để mà trao đổi nối kết là phương tiện của đức tin. Abraham tin nơi lời của Chúa và Chúa ban cho Abraham sự công chính, sự công bình. Chúa kể đây là cái chỗ mà Chúa thiết lập sự liên hệ với Abraham. Và chúng ta nói nếu mà hiểu như vậy thì cũng có thể hiểu được trên nguyên tắc. Nhưng mà nếu mà chúng ta biết rằng đây là một cái vấn đề không phải chỉ là nói về sự cứu rỗi hay sự xưng nghĩa mà thôi, nó là căn bản của sự cứu rỗi và sự xưng nghĩa, nhưng mà nó làm căn bản cho mọi sự liên hệ của chúng ta về Chúa, sự suy nghĩ của chúng ta về Chúa, cách chúng ta sống hàng ngày trong đức tin. Sai trật chỗ này là sai trật kinh khủng, sai hết đó. Nghĩa là nếu mà mình không có nắm vững vấn đề này trong đời sống của mình thì rất khó khăn để mà có thể sống đầy trọn ở trong Chúa, bởi vì nó dẫn tới một cái lẽ đạo khác, một cái nguyên tắc khác để sống với Chúa. Và cái sự nguy hiểm này được bày tỏ ra ở trong trường hợp của người Galati, đó là họ sai trật trong vấn đề hiểu biết cái sự ban cho, sự kể cho của ân điển trong đức tin, sự công chính của Chúa được kể cho, mà họ sai trật ở chỗ này. Xin chúng ta dỡ ra trong Galati đoạn số 3. Người Galati tin nơi sự cứu rỗi bởi ân điển Chúa, bởi đức tin, nhưng mà họ bị dạy dỗ, hay là có sự dạy dỗ sai trật đến với người Galati, đó là họ tin rằng, họ nghĩ rằng, họ bắt buộc rằng họ phải giữ lấy sự cứu rỗi đó bởi công việc, bởi sự cố gắng, bởi tất cả những cái đeo đuổi của chính mình, bởi cái công sức của mình. Nghĩa là những điều đó là Chúa cứu thì Chúa cứu bởi ân điển, nhưng mà để mà giữ cái sự cứu rỗi đó thì là công việc của mình. Mà chúng ta nói đó không phải là cái sự dạy dỗ xa lạ gì nhiều đâu, tại vì thường xuyên hiện giờ trong cộng đồng hội thánh chúng ta cũng nghe điều đó. Đó là Chúa cứu nhưng mà mình có trách nhiệm phải giữ, mình mà không cẩn thận thì mình có thể mất đức tin, mình mất sự cứu rỗi. Và sứ đồ Phaolô nói nếu mà chúng ta suy nghĩ như vậy thì chúng ta sai trật không phải chỉ trên cái căn bản của sự liên hệ với Chúa, mà sai trên cái căn bản của sự hiểu biết đức tin. Cái căn bản mình sai rồi, nó trở thành một cái hệ thống mới khác biệt hoàn toàn. Đó là chúng ta bắt đầu với ân điển nhưng mà muốn tiếp tục ở trong luật pháp, tiếp tục ở trong công việc của mình. Cho nên ông nói với người Galati trong đoạn 3 câu số 1. Ông nói hỡi người Galati ngu muội kia, ai bùa ếm anh em là người mà trước mắt được tỏ bày ra sự Chúa Giêsu đã bị đóng đinh trên thập tự giá. Tôi chỉ hỏi anh em một câu, ấy là cậy luật pháp hay là mới bởi nghe mà tin mà anh em được nhận Đức Thánh Linh? Sao anh em ngu muội dường ấy, sau khi khởi nhờ Đức Thánh Linh nay sao lại cậy xác thịt mà làm cho trọn? Anh em há luống công mà chịu sự khốn khó dường ấy? Nếu quả là luống công, đấng ban Đức Thánh Linh cho anh em mà làm các việc làm trong anh em thì bởi các luật pháp hay là bởi đã nghe mà tin? Như Abraham đã tin Đức Chúa Trời thì đã kể là công bình cho người. Cho nên ông trở lại trên căn bản của Abraham, ông dùng cái câu Kinh Thánh y như là câu mà ông đã ghi ở trong sách Roma. Tức là ông nói là để mà thiết lập lại cái sự sai trật của anh em phải hiểu cái căn bản này, là như Abraham đã tin nên Đức Chúa Trời thì đã kể là công bình cho người. Vậy anh em hãy nhận biết rằng những kẻ có đức tin là con cháu thật của Abraham. Ông nói là cái đức tin thật là đức tin được bày tỏ ra trong cái sự nối kết giữa Abraham trong đức tin với lời hứa của Đức Chúa Trời và sự ban cho của Đức Chúa Trời.
bởi tin nơi Đức Chúa Trời thì đã được kể là công bình cho người. Anh em sai trật một cái chỗ rất là căn bản là anh em quên đây là cái cách sống với Chúa, đây là cái hệ thống sống với Chúa, đây là cái nguyên tắc sống với Chúa. Anh em bắt đầu với đức tin, nhưng mà sau đó đức tin ơn điển của Chúa thì nhưng mà sau đó thì anh em lại cậy xác thịt mà làm cho trọn. Anh em trở lại trong cái hệ thống của công đức, anh em trở lại trong cái hệ thống làm sao để được đẹp lòng Chúa, làm sao để thực hành công xoay chuyển Chúa, làm sao để ảnh hưởng Chúa, làm sao để được phước hạnh từ nơi Chúa. Anh em dùng một cái hệ thống của luật pháp để làm trọn cái điều mà Đức Thánh Linh đã bắt đầu bởi ân điển trong anh em. Chúng ta có thể thấy cũng rất là gần gũi với mình. Đó là cái sự sai trật này nó thường xuyên xảy ra trong đời sống của người tín đồ. Mình được cứu nhưng mà mình rất sợ mất sự cứu rỗi. Mình được cứu nhưng mà mình nghĩ rằng mình phải làm gì đó Chúa mới chấp nhận mình thêm, Chúa mới thương mình hơn, Chúa mới không phạt mình. Mình phải đi nhà thờ đều đặn, mình phải đọc kinh thánh cho thường xuyên, mình phải dâng hiến, nghĩa là mình phải. Dĩ nhiên những điều đó là cái kết quả của sự thay đổi của Chúa. Công việc của ân điển làm trong đời sống thì nó sẽ kết quả trong sự đọc kinh thánh, nối kết với Chúa, sự ham mến lời của Chúa, sự ao ước liên hệ với Chúa. Nó sẽ thiết lập cái sự thờ phượng đều đặn, bình rõ ràng, thứ tự ưu tiên. Điều đó, sự phục vụ Chúa, sự dâng hiến, tất cả những điều đó là kết quả của công việc Chúa làm ở trong đời sống. Nhưng mà mình không vì làm những điều đó mà xoay chuyển Chúa, làm những điều đó để ảnh hưởng Chúa, làm những điều đó để gây thêm những gì mà Chúa có thể đáp ứng với mình. Thì người Galati bị lầm vào trong con đường đó. Thì ông hỏi rằng sao anh em ngu muội gì ấy. Ông dùng những chữ rất là mạnh. Hỡi người anh em, hỡi người Galati ngu muội. Ai bùa ếm anh em? Ai làm cho anh em mất trí vậy? Ai làm cho anh em bị chủ động dưới quyền lực vậy? Anh em ngu muội gì ấy, sau khi khởi sự nhờ Đức Thánh Linh, sau khi đã bắt đầu với quyền năng của Chúa trong ân điển Chúa bởi đức tin, nay sao lại cậy xác thịt mà làm cho trọn? Cậy xác thịt mà làm cho trọn là cái chỗ sai lầm. Và ông nói là cái chỗ sai lầm là vì sao? Vì anh em quên cái nguyên tắc của Đức Chúa Trời làm việc. Cái nguyên tắc đó được bày tỏ ra trong đời sống của Abraham là cái căn bản. Abraham tin Đức Chúa Trời thì đã kể là công bình cho người. Vậy anh em hãy nhận biết rằng những kẻ có đức tin là con cháu thật của Abraham. Và chúng ta trở lại với Roma thì Sứ đồ Phaolô nói cái sự công bình đó được kể là được ban cho như là một cái món quà của Chúa vào trong cái công, vào trong cái tên và ở dưới Abraham bởi đức tin qua ân sủng của Chúa mà thôi. Không có cái gì ra từ Abraham hết, nhưng mà vì Abraham nối kết với Chúa và qua đức tin. Cho nên chúng ta nhắc lại ở đây là sự công bình là điều được ban cho, là điều ra từ nơi Chúa, hoàn toàn từ nơi Chúa bởi sự chủ động của Chúa trong ân điển của Chúa. Không ra từ nơi mình, không có cái gì để gây ra hay là đòi hỏi Chúa phải đáp ứng được gì trên mình. Không có gì xoay chuyển Chúa là phải ban cho, không có cái gì đòi hỏi Chúa là phải đáp ứng hết. Nhưng mà Chúa trong sự tự do hoàn toàn của Chúa chọn để ban cho, ân điển để ban cho, và Abraham nhận lãnh bởi đức tin. Thì mình hỏi như vậy thì trên cái căn bản nào mà Chúa có thể ban cho người có tội sự công bình của Chúa? Thì kỳ rồi chúng ta đã thiết lập điều đó. Cái lý do mà tại sao có thập tự giá của Chúa đầu tiên hơn hết không phải là để cho chúng ta. Lý do của thập tự giá của Chúa Giêsu mà chúng ta đã thiết lập kỳ trước đó là để cho Đức Chúa Trời có thể tự do hành động như là Đức Chúa Trời. Chúa đã chọn từ trước khi sáng thế, Chúa muốn sự tha thứ, Chúa muốn ban cho sự cứu rỗi. Và như vì thế Chúa thiết lập thập tự giá từ trước khi sáng thế để Chúa có sự tự do công chính của Chúa để ban cho những điều mà Chúa muốn ban cho. Vì thế chúng ta trở lại ở cái câu đoạn 3 câu 24-25 đó là Đức Giêsu Christ là đấng Đức Chúa Trời đã lập lên làm của chuộc tội bởi đức tin trong huyết đấng ấy. Ngài đã bày tỏ sự công bình mình như vậy vì đã bỏ qua các tội phạm trước kia. Nghĩa là Chúa đã thiết lập thập tự giá của Chúa Giêsu Christ, và vì có thập tự giá của Chúa cho nên Chúa có thể bỏ qua các tội phạm của những người trong thời cựu ước như là Abraham. Những tội của Abraham, những tội của David, Chúa có thể bỏ qua hay là Chúa có thể vượt qua những tội đó. Vì sao? Vì đã có thập tự giá thẩm định trong chương trình của Đức Chúa Trời.
rồi nói tiếp là trong buổi ngày nhịn nhục, trong buổi mà Chúa ban cho cái cơ hội để ăn năn đó, thì Chúa có thể vượt qua các tội phạm trước kia. Nhưng mà cũng tiếp tục nói thêm là tức là Ngài đã tỏ sự công bình Ngài trong thời hiện tại, tỏ ra mình là công bình, xưng công bình cho kẻ nào tin đến Chúa Giêsu. Nghĩa là trong thời của hội thánh, trong thời kỳ sau khi Chúa chết trên thập tự giá, thì cái sự xưng công bình này được thiết lập một cách rõ ràng trên căn bản của thập tự giá, và Đức Chúa Trời tỏ ra mình là công bình. Chúa có căn bản của sự ban cho. Nhưng mà về phía của chúng ta đó, thì Phaolô thiết lập rằng không có cái gì ra từ chúng ta hết, không có cái gì ra từ việc làm chúng ta hết, không có cái cớ gì để khoe mình, không có cái gì đem ra để nói này Chúa ơi con làm cái này cho nên, con làm cái này cho nên. Chúa nói không có cái cho nên. Chúa nói đây là sự chọn lựa của ân điển Chúa, chúng ta đáp ứng bởi đức tin và chúng ta nhận được tất cả đầy trọn từ nơi Chúa. Và khi người Galati quên mất cái chữ đó và họ bắt đầu sống có chữ cho nên, tôi phải làm cái này để cho, tôi phải thực hiện cái kia để cho, có một cái gì đó xoáy chuyển Chúa, đòi hỏi Chúa đáp ứng, thì ông nói rằng như vậy thì đã bắt đầu bởi đức tin, nay sao cậy xác thịt mà làm cho trọn. Cho nên cái chữ kể cho đó nó giúp cho chúng ta hiểu là vì Chúa đã kể tội lỗi của chúng ta trên Chúa Giêsu, cho nên Chúa có thể kể sự công chính của Chúa Giêsu trên chúng ta. Và nếu mà chúng ta chỉ cần đọc lại ở trong Ê-sai đoạn 53, phần kinh thánh quen thuộc của chúng ta, thì chúng ta thấy đây là cái sự kể cho tội lỗi của chúng ta được kể cho, được giao trên, được đặt trên Chúa Giêsu. Thật người đã mang sự đau ớn của chúng ta, đã gánh sự buồn bực của chúng ta, mà chúng ta lại tưởng rằng người đã bị Đức Chúa Trời đánh và đập và làm cho khốn khổ. Nhưng người đã vì tội lỗi chúng ta mà bị vết, vì sự gian ác chúng ta mà bị thương. Bởi sự sửa phạt người chịu chúng ta được bình an, bởi lằn roi người chúng ta được lành bệnh. Chúng ta thảy đều như chiên đi lạc, ai theo đường nấy, Đức Giê-hô-va đã làm cho tội lỗi của hết thảy chúng ta đều chất trên người, được kể cho người, được giao phó cho Chúa, và Chúa gánh trọn điều đó cho chúng ta. Tội của chúng ta Chúa vì tội lỗi của chúng ta mà chịu khổ, vì sự xử phạt của chúng ta, tất cả những điều đó, vì tội lỗi của chúng ta đều chất trên Chúa. Thì cũng trên cái nguyên tắc đó, Đức Chúa Trời kể tội của chúng ta trên Chúa Giêsu, thì Đức Chúa Trời kể sự công chính của Đức Chúa Giêsu trên chúng ta, cho chúng ta. Cho nên trên cái căn bản của đức tin, sự công bình là điều Chúa ban cho. Điều Chúa ban cho này nó cần đi vào trong đời sống, chứ không phải là chúng ta chỉ là được ban cho sự cứu rỗi. Thì giống như người Galati, nó phải là cái căn bản sống hàng ngày của chúng ta trên ân điển bởi đức tin qua Chúa Giêsu trong sự liên hệ của mình với Chúa. Nghĩa là khi chúng ta tới với Chúa Giêsu, tới với Chúa trong sự liên hệ hàng ngày, cầu nguyện cho nhu cầu của mình hay là cầu nguyện cho công việc Chúa, không có gì để kể ra hết, không có gì để nói là vì con đã hay là vì con hứa con sẽ. Tất cả mọi điều đó không, hoàn toàn không có giá trị, vì Chúa nói là trước mặt Chúa không có cớ gì để khoe mình, không có đem cái gì ra để nói được, chỉ có thể đứng trong đức tin nhận điều Chúa ban cho trong ân điển. Cho nên đời sống của chúng ta biết rằng Chúa đã ban đầy trọn tất cả rồi, Chúa đã ban sự công chính của Chúa cho sự cứu rỗi của chúng ta, đồng thời đời sống của chúng ta thì Chúa đã ban cho mọi phước hạnh. Kinh Thánh cũng nói điều đó. Ngợi khen Đức Chúa Trời trong Ê-phê-sô đồng 1 câu số 3, Chúa đã ban cho những điều gì, Chúa đã kể những điều gì thuộc về chúng ta. Ngợi khen Đức Chúa Trời, Cha Đức Giêsu Christ chúng ta, Ngài đã xuống phước cho chúng ta trong Đấng Christ đủ mọi thứ phước thiêng liêng ở các nơi trên trời. Trước khi sanh thế, Ngài đã chọn chúng ta trong Đấng Christ. Nghĩa là sự cứu rỗi Chúa đã chọn cho, Chúa đã ban cho, Chúa đã kể sự công bình của Chúa cho chúng ta. Phước hạnh để sống trong đời này, tất cả mọi điều nhu cầu để sống trong đời này cũng đã được ban cho chúng ta. Thì bây giờ chỉ có vấn đề là làm sao để chúng ta có thể đem ra mà sống, thực hành để mà sống, chứ không phải là làm sao để chúng ta nhận được thêm, để chúng ta bảo toàn thêm. Đã có hết rồi, đã viết vô công rồi, đã được giao phó rồi, bây giờ làm sao để sống thực nghiệm mà thôi, và sống thực nghiệm trong đức tin nơi ân sủng mà Chúa đã ban cho. Bây giờ làm thế nào để mà thực nghiệm điều đó, thì tới phần số 2, đó là sự xưng nghĩa đến qua đức tin. Nó là cái neo xuống, nhưng mà cái chi tiết nó giúp cho chúng ta hiểu là
cái sự công nghĩa này đến qua đức tin, và nó đến trong cái cách nào và cái phương diện nào và những cái phần áp dụng ra làm sao. Thì chúng ta bắt đầu từ câu số 4. Chúng ta bắt đầu từ câu số 4 thì nói rằng: vả đối với kẻ nào làm việc thì tiền công không kể là ơn, nhưng kẻ là nợ. Còn kẻ nào chẳng làm gì hết, nhưng tin đấng xưng người có tội là công bình, thì đức tin của kẻ ấy được xưng công bình cho người. Điểm ở đây thì ông đang so sánh một cái hệ thống của làm việc hay là hệ thống công đức. Và ông nói rằng hễ người nào mà sống trong hệ thống công đức thì giống như là một người đi làm vậy. Một người đi làm thì khi chúng ta đi làm thì chúng ta bỏ ra 8 tiếng đồng hồ một ngày, hay là 10 tiếng một ngày, có người 12 tiếng một ngày, có người rất nhiều giờ. Chúng ta làm trong tuần thì lãnh lương, hay là có khi 2 tuần lãnh lương, 1 tháng là lãnh lương. Thì tới giờ lãnh lương chúng ta không có tới nói với ông chủ rằng tôi đã làm 2 tuần lễ rồi, mỗi tuần mỗi ngày hết 10 tiếng đồng hồ, bây giờ xin ông thương xót tôi, xin ông làm ơn cho, xin ông trả lương tôi. Không, tôi chỉ tới hỏi là lương đâu. cái chắc mà ông đáng lẽ ông phải đưa tôi sao hôm nay trễ vậy. Chứ còn đâu có tới nói là xin thương xót tôi hay là xin, tại vì tôi làm cho ông, tôi đã bỏ công bỏ của, tôi đã đi làm thì tiền công không kể là ơn, nhưng mà kể là nợ. Tiền công không kể là ơn nhưng mà kể là nợ. Mình hiểu điều đó là nếu mà trên cái hệ thống tôi làm nhiều chuyện, tôi trao tôi gửi thì bên kia anh phải đáp lại, thì đây là cái chuyện qua lại. Nó không phải là tôi cần ơn của anh, nhưng mà đây là chuyện mình đã đồng ý trên cái căn bản đối xử với nhau, liên hệ với nhau như vậy. Thì tôi làm chuyện này, anh đưa phần bên kia qua, anh trao đổi như vậy thì mình đồng ý với nhau, thì mình sống động. Thì mình hiểu điều đó. Nhưng mà ở đây sư đồ Phaolô đang nói về vấn đề liên hệ với Đức Chúa Trời. Thì ông nói là cái hệ thống của công việc làm đó, nó là một hệ thống hết sức là phạm thượng với Đức Chúa Trời. Mà mình không nghĩ tới điều đó, nhưng mà nó là một hệ thống phạm thượng với Đức Chúa Trời. Nghĩa là sao? Nghĩa là mình cư xử giống như là mình có thể đặt nợ trên Chúa. Ở đây ông nói là nếu kẻ nào làm việc thì tiền công không kể là ơn, nhưng là nợ. Nếu mà chúng ta sống trong cái hệ thống với Đức Chúa Trời, trong cái hệ thống của người làm việc, nghĩa là con làm điều này, con làm điều này, con làm điều này, hay là con tránh điều này, con tránh điều này, hay cố gắng chỗ này, và nghĩ đó là cái căn bản để ảnh hưởng đến Chúa, nghĩa là mình nói là vì có những điều này con làm, cho nên Chúa nợ con những chuyện này. Không ai dám nói ra chuyện đó, nhưng mà cái tư tưởng là sao? Con làm này thì Chúa làm này, con làm này thì Chúa làm này. Cái tư tưởng đó nó thường xuyên lắm, cái hệ thống nó chi phối sự suy nghĩ của chúng ta. Và ông nói rằng đó là một cái hệ thống phạm tội rất lớn, bởi vì nó đụng tới sự vinh hiển của Chúa, và nó đặt để mình giống như là có thể đòi Chúa trả nợ, đòi nợ trên Chúa. Giống như là khi mình tới với Chúa thì là không phải là tới trong cái căn bản của ân sủng, vì không kể là ơn, nhưng mà sao? Tới để đòi nợ Chúa. Vì sao? Vì con đã làm điều này, con đã theo Chúa, con đã dâng phần 10, con đã đi nhóm đều đặn, con đã thế mà con đã, và Chúa phải là cái hệ thống đòi nợ. Và sư đồ Phaolô nói đó là một hệ thống kinh khủng trước mặt Chúa, và chúng ta phải hiểu. Cho nên chúng ta phải ngừng lại ở đây và nói rằng trong vòng cộng đồng đức tin của chúng ta, nếu không cẩn thận và thường xuyên giống như người Galati, chúng ta rất dễ dàng để rớt vào trong cái tình trạng của công đức, cái hệ thống làm sao để ảnh hưởng Đức Chúa Trời. Và nó tới nhiều cái trường hợp, chẳng hạn như là mình nghĩ rằng mình có thể làm điều gì đó để ảnh hưởng Chúa, cầu nguyện tha thiết hơn, cầu nguyện lớn tiếng hơn, khóc lóc thêm, cái gì đó mà mình làm ra đó để ảnh hưởng Chúa. Tại vì làm không thì chưa tới nỗi, phải làm gì đó thêm, tác động thêm, hành động thêm, hay là phải dâng hiến thêm, phải phục vụ thêm, phải đi nhà thờ thêm, phải làm gì, cái gì mà làm để nó không phải chỉ là một hệ thống sa trật, nó là một cái hệ thống phạm thượng với Chúa. Vì sao? Vì mình đặt để Chúa là cái chỗ tôi có thể đòi Chúa, tôi có thể chủ động Chúa, tôi có thể đòi nợ Chúa. Và Phaolô nói điều đó. Ai mà suy nghĩ trong cái hệ thống này đó, thì nghĩ rằng mình có thể đòi nợ Chúa, vì trên cái hệ thống đó không phải là ơn, nhưng là nợ.
Thưa anh chị em, chúng ta cần ăn năn cái vấn đề này rất 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 thường xuyên. Vì chúng ta đứng trong cái chỗ không ai dám nói là tôi đòi nợ Chúa, nhưng mình nghĩ rằng Chúa phải trả lời chứ. Con cầu nguyện như vậy mà Chúa không trả lời, hay là con có những nhu cầu lớn đó nhưng mà đến và đã cố gắng thành tâm, đã đi theo những chuyện này chuyện kia, cái gì mà mình còn đòi nơi Chúa thì là cái hệ thống sai trật. Cho tới chỗ mình nói là không có điều gì đòi được, không, nghĩa là cái sự khoe mình ở đâu, không có cái gì kể ra được, không có cái gì đem ra được để mà thưa với Chúa rằng Chúa phải hết. Tại vì mình hiểu rằng Chúa không có phải làm gì hết trơn. Giống như là Kinh Thánh đã thiết lập là từ đoạn 1 câu 18 cho tới đoạn 3 câu 20, đó là tất cả mọi người đều đã phạm tội, không ai công chính, không ai tìm kiếm Chúa, tất cả mọi người đều hư mất, tất cả đều đứng dưới sự đoán phạt của Chúa, chẳng một ai có cái gì để mà đòi hỏi nữa Chúa hết. Đó là cái chỗ bắt đầu. Và khi bắt đầu chỗ đó thì chúng ta mới có thể bắt đầu trong cái sự đáp ứng với Chúa, trong ân điển Chúa. Vì sao? Vì nó là ơn Chúa ban, nó là món quà của Chúa ban. Nhưng mà ông nói thêm, nhưng mà có một cái thái độ và cái phương cách để mà sống trong cái sự liên hệ của ân điển Chúa. Còn kẻ nào chẳng làm việc gì hết, cái đây không phải là kẻ ở không, ăn không ngồi rồi, không làm gì hết. Có nghĩa là những kẻ không có đến với Chúa trong cái hệ thống của công việc. Nhưng trong cái hệ thống nào, nhưng tin đấng xưng người có tội là công bình, thì đức tin của cái ấy là công bình cho mình. Thì đức tin của cái ấy kể là công bình cho mình. Còn kẻ chẳng làm việc gì hết, nghĩa là còn kẻ không đến với Chúa trong cái hệ thống của công việc, hệ thống của công đức, hệ thống của con sẽ, con đã, và Chúa sẽ, Chúa đã, Chúa phải, không ở trong cái hệ thống đó. Nhưng sao? Nhưng tin đấng xưng người có tội là công bình. Thì nó nằm ở ngay cái chỗ này đó, là có một cái thái độ để đến với Chúa. Thứ nhất là tin nơi Chúa. Nhưng mà tin nơi Chúa là đấng sao? Đấng xưng người có tội. Thành ra cái thái độ cái trong cái hệ thống này, cái thái độ của mình tới với Chúa luôn luôn ở trong cái chỗ đứng là tôi là người có tội, con là người có tội. Thì chúng ta có thể nói điều này cũng dễ hiểu thôi, là chúng ta biết rằng mọi người đều có tội hết, nhưng mà cái thái độ là tôi là người có tội, không hề xứng đáng với Chúa, không có điều gì đến để mà có thể đòi hỏi nơi Chúa được, nó không phải là thường xuyên ở trong mình đâu. Chẳng hạn như bây giờ mình xoay qua người bên cạnh và nói là anh là người có tội, hay là anh là đồ nói láo, anh là thứ này thứ kia, thì mình sao? Mình giận lên liền không? Thường là mình giận lên liền cái gì? Ủa, tôi vậy mà kêu tôi là người có tội, tôi vậy mà kêu gọi tôi là người nói láo, tôi vậy mà nói. Thì nếu mà mình biết là mình là người có tội, thì chẳng hạn như cái chuyện nói láo, cái câu vừa rồi có thể mình nói là câu thật, nhưng mà ngày hôm qua có những chuyện mình nói láo, ngày hôm trước mình có người nói láo, thì khi mà họ gọi mình là cái đồ nói láo thì nó cũng đúng thôi. Nhưng mà nó nói đồ nói láo là mình giận liền à. Tại vì sao? Vì mình không nghĩ mình là đồ nói láo. Mình không nghĩ mình là người có tội. Mình nghĩ là lâu lâu phạm lỗi thôi, chứ còn tôi không phải là người có tội. Nhưng mà cái thái độ ở đây là Chúa nói là đến với Chúa trong một cái chỗ là mình không có gì hết để dâng cho Chúa, mình không có cái gì hết để đòi cho Chúa. Mình là người có tội hoàn toàn, đáng chết, đáng mất. Và trong cái sự liên hệ đó, không phải chỉ thái độ với Chúa, mà thái độ với người, thái độ với tất cả những điều mà Chúa ban cho, thái độ với tất cả mọi điều trong thế gian này, thì Chúa nói rằng đó là cái người đứng trong cái hệ thống hiểu biết ân điển là gì, chỗ đứng của mình là sao, thì chỗ đó là người được kể là công bình bởi đức tin. Nghĩa là những người đến với Chúa hiểu một điều là Chúa là đấng xưng công bình cho người có tội. Chúa không xưng công bình cho những người không có tội, chúng ta biết điều đó. Chúa Giêsu nói là ta đến cho mấy người bệnh, chứ còn mấy người mà không cần thầy thuốc thì không cần Chúa. Thì Chúa nói điều đó, hễ mà mình không có cái nhu cầu cho ân điển Chúa thì sẽ không có nhận được ân điển Chúa. Trong thái độ sống hàng ngày của mình mà nghĩ rằng tôi có thể làm điều gì để xoáy động Chúa, thì là mình đang đòi nợ Chúa, sẽ cũng không nhận được gì nữa Chúa. Trừ ra mình tới với Chúa và nói rằng con không có gì hết, con chỉ có sự đổ vỡ, khó khăn, con chỉ có đời sống thất bại. Nhưng con tin nơi Chúa, con tin lời hứa của Chúa, con tin chương trình của Chúa. Chúa có mục đích cho con, Chúa có sự kêu gọi cho con, Chúa có sự sống cho con, Chúa có tương lai cho con. Tất cả những điều đó trong lời của Chúa mà khải con nhận lấy cho chính mình và con ôm lấy cho chính mình. Thì Chúa nói sao? Thì ngươi được. Thì được. Thì chúng ta vừa nghe là Chúa đã ban cho sự công chính, Chúa ban cho mọi phước hạnh trên thiên đàng từ trước khi sáng thế.
Chúa đã thẩm định mọi điều đó và Chúa ban cho, và như vậy cái công việc của mình là sống dưới sự hướng dẫn của Thánh Linh để thực hiện, để mà kinh nghiệm, để mà sống động trong điều mình đã nhận được rồi bởi đức tin, chứ không phải là cần thêm để mà xoáy động thêm, để mà tìm thêm rồi cách này cách kia để đòi hỏi Chúa đáp ứng làm thế nào để Chúa ban cho thêm. Trong đức tin, trong ân điển, Chúa ban cho sự công chính của Chúa Giêsu. Trong đời sống của người theo Chúa, Chúa ban cho mọi phước hạnh trên thiên đàng, tất cả mọi điều cần cho sự sống và đức tin. Thì bây giờ trong cái sự nhận lấy đầy trọn đó, chúng ta sống làm sao để được phước hạnh của Chúa bày tỏ ra. Còn một điểm nhỏ thôi nữa, đáng lẽ phải đi sâu hơn, nhưng mà tôi tưởng nối kết ở đây cũng giúp cho chúng ta, đó là câu số 6, số 7, số 8. Sứ đồ Phaolô nhấn mạnh cái nguyên tắc này và ông nói là ấy vậy vua David cũng tỏ ra cái phước của những người mà Đức Chúa Trời kể là cho công bình chẳng bởi việc làm, mà rằng phước thay cho kẻ tội lỗi mình được tha thứ, tội mình được che đậy, phước thay cho người mà Chúa chẳng kể tội lỗi cho. Ở trên thì nói vua David cũng như vậy, cũng kể ra là cái nguyên tắc là Đức Chúa Trời kể công bình chẳng bởi việc làm, apart from works. Những người mà nhận được sự ban cho của Chúa, sự công bình của Chúa không bởi cái công thức của công việc làm hay hệ thống công việc làm. Và ông kể ra vấn đề tha thứ tội lỗi. Ông nói phước thay kẻ tội lỗi mình được tha thứ, tội lỗi mình được che đậy. Rồi ông dùng cái chữ là phước thay cho những người mà Chúa chẳng kể tội lỗi cho, cũng là cái chữ kể credit, Chúa không đếm tội lỗi cho mình. Thì ông dùng cái chữ lúc nãy là Chúa đếm cái sự công bình cho mình, bây giờ Chúa không đếm cái tội của mình cho mình. Nghĩa là cái vấn đề tha thứ cũng không trên căn bản của việc làm. Ân sủng Chúa ban cho sự cứu rỗi, cho sự xưng nghĩa. Đồng thời tất cả mọi tội lỗi của chúng ta phạm tội cũng không do việc làm, cũng không do cái chuyện gì mình làm để có thể được tha thứ. Mình được tha thứ chỉ vì mình đến với Chúa trong đức tin và Chúa không kể cái tội đó cho mình nữa. Vì sao? Chúa đã kể tội đó cho Chúa Giêsu. Khi chúng ta phạm tội thì chúng ta làm gì? Thường thì chúng ta làm gì? Chúng ta tới mặc cả với Chúa. Chúng ta nói Chúa tha cho con thì con sẽ con đi nhà thờ nhiều hơn, con làm này thêm hơn, con tiếp tục này nhiều thêm. Mình tới mặc cả với Chúa. Chúa nói cái sự tha thứ cũng là trên cái nguyên tắc của ân điển. Không mặc cả, không có làm cái gì để mà được tha thứ, không làm gì để mà được thay đổi. Chỉ có làm sao? Là trong ân điển của Chúa. Phước của Chúa thì sao? Là những người Chúa chẳng kể tội lỗi cho, những người mà Chúa không có ghi cái tội đó ở dưới cái tên của mình, dưới cái án của mình, dưới cái nợ của mình, vì Chúa đã giao phó chất chồng tất cả điều đó trên Chúa Giêsu rồi. Và bây giờ chúng ta chỉ có trong ân điển đời đời của Chúa để sống nhận được những điều mà Chúa đã ban cho. Cho nên chúng ta cảm ơn Chúa vì cái căn bản của sự cứu rỗi, của sự xưng nghĩa. Nhưng mà cái căn bản của sự xưng nghĩa này nó phải là cái căn bản của đời sống hàng ngày theo Chúa, trong sự liên hệ với Chúa, trong sự nhận biết chỗ đứng của mình ở trong Chúa, phước hạnh từ nơi Chúa, cái chỗ đứng không vì điều gì từ nơi mình để Chúa có thể thay đổi thêm hơn hay là bớt hơn về tình yêu của Chúa hay là phước hạnh của Chúa cho mình, nhưng luôn luôn đứng trong sự đầy trọn Chúa đã ban cho trong Chúa Giêsu Christ tất cả mọi điều mà cần thiết cho đời sống của chúng ta và cho chương trình của Chúa trên đời sống của mình. Kinh Thánh có dạy chi? Đó là câu hỏi. Kinh Thánh dạy chi? Hôm nay chúng ta nhận được điều gì nơi Kinh Thánh của lời của Chúa? Chúng ta đáp ứng với Chúa trong sự cảm ơn Chúa, biết ơn Chúa, rồi chúng ta sẽ cùng kết thúc trong sự thờ phượng. Cho nên chúng ta xoay lại với người bên cạnh và hỏi rằng anh học chi được bữa nay, chị học đi được bữa nay, Kinh Thánh dạy chi hôm nay. Và trong điều đó cảm ơn Chúa, đáp ứng với Chúa, rồi chúng ta sẽ kết thúc với nhau.